Rồi, lần đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 80 cần. 80 cần này là 8 cây cần hai khúc, ba khúc, có độ dài gơ vào tầm khoảng 2,4 m và tới 3,6 m. Độ dài sẽ tăng dần từ trái sang phải nha anh em. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Số điện thoại em có để trên clip, anh em cần có thể liên hệ với em. Rồi, đem vô cái thứ nhất cho mọi người xem nha. Đó, cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây Suzumi, hàng Suzumi, hàng của Korea, xuất thị trường Nhật nha anh em. Sử dụng bát là bát Fuji. Đó. Cây này có chiều dài là 2,4 m, cứng là 3,30 m. Cây này sáng nhất toàn thân anh em, đây sáng nhất đây anh em có thể nhìn thấy. Đó. Hàng này hàng carbon. Cây này có cân nặng là 380 g, có tổng cộng 10 phen kể cả đầu bu. Đọt là 1,8 l, có độ cứng tầm 30 đến 50 anh em. Hàng thì con này thì đảm bảo với anh em tầm khoảng 90%, 90 93%, không xước xát gì nhiều hết. Sử dụng hàng dàn khoan cũng là dàn khoan Fuji cho anh em. Hàng hàng sắn đây, hàng sắn ít carbon, anh em có thể thấy trên clip. Đọt đây, đọt cũng sắn ít luôn. Đó, đọt sắn đang 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 theo đây, nó có độ cứng gơ vào tầm khoảng 30 50 nha anh em. Khá là cứng. Đó. Đây hàng sắn ít. Phen là phen Fuji chân xám. Đó. Hàng còn mới nha anh em, hàng còn khoảng 90 93% nha anh em. Đây sắn ít còn còn khá là đẹp. Đó, tem nội địa xuất thị trường Nhật. Đó. Rồi, đây là cái thứ nhất. Cái thứ nhất em để cho anh em với giá là 900 k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây thứ số 2. Một cây hàng của Daiwa nha anh em. Hàng Daiwa. Hàng này thì sẵn anh em khỏi nói đây. Nhìn gốc nó anh em cũng thấy, hàng này sẵn ít nha anh em. Hàng Daiwa sẵn ít, gốc là gốc dẹp. Cây này vẫn là một cây có chiều dài là 2,4 m. Hàng sắn ít nha, carbon sắn ít, carbon hai da, chiều dài 2,4 m, độ cứng gơ vào tầm khoảng 50 50 80, đọt là 2,2 l, cân nặng là 230 g, có tổng cộng 9 phen kể cả đầu bu. Cân nặng khá là nhẹ nha anh em, hàng khá là nhẹ, bát là bát Fuji đây nó. Hàng thì là hàng carbon rồi, hàng carbon sắn ít, khỏi khỏi bàn luận, carbon hai da nha anh em. Căn này gơ vào độ mới tầm khoảng 90 95%, khá là mới. Phen là sử dụng dàn phen là dàn phen Fuji. Đó. Em soi cho anh em coi qua cái gần. Tất cả tem bọng gì còn đầy đủ hết. Đó. Nói chung này cần này còn khá là mới. Đây xước cho em ít thôi. Đó. Cán dẹp. Đây, đọt nó đây. Đọt là đọt 2 ly 2 nha anh em. Độ cứng gơ vào tầm khoảng 50 80. Đọt khá là nảy, đọt là đọt nguyên đọt carbon nha anh em, không phải đọt thấp. Đó, khá là ok. Rồi, giá cái này em để cho anh em có giá là 1 triệu nha anh em, một cây tay qua carbon. Hàng đây qua nha anh em, hàng nội địa Nhật. Giá 1 triệu nha anh em, cây số 2 giá 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha anh em. Cây số 3 là một cây carbon, hàng Ryobi, super carbon, hàng Ryobi, có chiều dài là 2,7 m nha anh em. Đây hàng Ryobi. Đó, một thương hiệu cũng nội địa Nhật. Bát là bát Fuji tem vàng, phen vẫn là quen Fuji nha anh em. Phen là dòng phen Fuji nha. Hàng thì em bao lỗi lầm, anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Hàng thì hàng carbon nguyên cây. Đó, đọt là đọt tháp nha anh em. Đó. Hàng carbon đọt đọt tháp.
carbon sắn khá là đẹp nha anh em. Super carbon, siêu carbon. Cây này 2m7, có độ cứng tầm khoảng 50. Đọt 1 ly 9, có tổng cộng 13 phen kể cả đầu bu. Cân nặng là 280g, cũng khá là nhẹ. Cân này là cân 3 khúc nha anh em. Thích hợp cho anh em đi câu bè, đi câu cá tra. Hàng còn khá là mới. Em bán hàng thì em soi kỹ cho anh em xem từng ly từng tí. Nói chung thì soi kỹ cho anh em đi, cần sao thì nói quậy thôi. Đó. Đọt nó đây. Đọt nó cứng gơ vào tầm khoảng 50. Nói chung là đọt này khá là nảy cho anh em đánh cảm giác. Rồi, cây số 2 giá công khai cho anh em luôn nha anh em. Cây số 2 giá công khai là 900k. Một cây 2m7 carbon sắn. Đó, sắn nổi luôn cho anh em coi. Cây số 3 900k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Đây một cây cần, vẫn là một cây Ryobi. Cây này là 3m, cứng 50. Hàng này cũng là hàng super carbon anh em, hàng carbon. Đây phen nó đây, phen đó là phen Fuji. Đó. Cây này thì là sử dụng bát là bát Fuji. Cây này là đọt 2 ly 2, cứng dài 30, cứng tầm 50. Có tổng cộng 14 phen kể cả đầu bu, nặng là 300g. Cây này thì gốc nó bị bằng nhôm, nó bị oxy hóa ăn rồi. Thôi nó bị mòn vậy đó. Đó. Em bán hàng cho anh em soi kỹ hết. Đây gốc nó đây, gốc cũng khá là xấu. Đó. Phần này không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cần hết. Đó, đây, tất cả cần. Nói chung cây này ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng 80-85%. Đó. Vì nó làm màu trắng ngà, nó nhìn nó cũ cũ như thế anh em. Cây này là cây nguyên cây nha anh em. Nguyên cây không phải là đọt gấp khúc. Hàng carbon. Nhìn ngoài thì thấy nó sáng lắm, nhưng vô máy nó không có bắt lấy nét được. Đây tem nợ địa nhật. Góc đây đó. Một cây 3m, cứng 50, thích hợp cho anh em đi câu cá tra. Hàng Korea nha anh em. Đó, để Made in Korea. UB Made in Korea. Hàng của Hàn Quốc. Đó, thích hợp cho anh em đi câu cá tra, câu cá trắng, câu chép. Có thể đi đánh bạo lực luôn cũng được. Đọt khá là cứng nha anh em. Đọt nguyên cây, khá là nảy. Đó, sơ lược qua cái cần. Đây, phen nó đây. Đó. Phen cũng là phen Fuji nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây này luôn nha anh em, giá công khai là 700k. Đó, cây số 4, giá công khai 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây Avenger gì đó. Đó. Mã code của nó đây. Đó, tem nội địa Nhật. Mesium Silex Mesium. Chiều dài là 3m2 nha anh em. Hàng nội địa Nhật. Bát là bát đề cao, bát Fuji tem vàng. Đó. Đây khá là đẹp nha anh em. Đó. Đây foil là foil carbon cargo nha anh em. Đó. Anh em có thể thấy. Cây này là đọt là 2 ly 3, chiều dài là 3m2. Có độ cứng tầm 50, có tổng cộng 10 phen kể cả đầu bu, nặng là 300g. Hàng này sử dụng một dàn phen là dàn phen khá xịn sò, dàn phen Fuji. Phen này em chả biết là phen gì luôn. Biết là nó là phen Fuji. Đó. Đó. Đây. Dàn phen này cũng bộn tiền đó anh em. Đó. Bô là bô chống sắn nha anh em. Nói chung là phần cây này thì anh
mấy anh Nhật anh thấy sơn vô thì anh sơn lên lên thôi. Đó, phen này phen Fuji nguyên bộ nha anh em. Đây khúc khúc này nó sơn cho anh em đó, khúc này cũng vậy, nó cũng sơn. Nói chung là anh em về lấy cồn nó cạo nó ra thôi. Nói chung này cần thì em không đụng chạm gì tới hết. Đầu bu là đầu bu chống sắn, cũng đầu bu Fuji luôn. Độ cứng ra vào tầm khoảng 50, nó khá là nảy. Sử dụng dòng phen khá là xịn sò, nó dòng phen biển, phen Fuji nha anh em. Cây này là cây ba khúc thích hợp cho anh em đánh lăn xê, đánh cá tra, đánh câu biển. Hàng là hàng carbon, bao carbon luôn á. Anh em nào bảo cây này không phải carbon em đổi, em đền thêm mấy cây nữa. Đó, góc ở đây. Đó, phôi phôi carbon caro nha anh em. Đây. Đó. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai là 800k. Cây số 1, 2, 3, 4, cây số 5 nha anh em. Cây số 5 800k. Cây này thì tháo dần phen nó ra lên cây khác là cũng dư tiền rồi. Dần phen khá xịn sò. Tiếp theo sẽ là cây số 6, một cây Henchi, hàng khá là hiếm, hàng của Shimano. Cây này độ mới ra vào tầm khoảng 90-95%. Cây này có độ dài là 3m3. Nó sẵn thế này đây. Đó, thế nè, sẵn từ đít tới ngọn luôn. Một cây Hachi sẵn từ đít tới ngọn. Đó, bát là bát Fuji, bát Fuji Japan. Cây này đọt là 2 ly 3, có độ cứng tầm 5, từ 30 đến 50. À, nặng 140g, khá là nhẹ, có tổng cộng là 14 phen. À, sử dụng hàng phen là phen Fuji, bát Fuji, hàng sắn nhất toàn thân, sắn cộm tay luôn á. Đó. Cây này cây Shimano Hachi nha anh em, hàng cho anh em đánh cảm giác thôi. Đó, anh em nào thích đánh lăn xê, câu chép thì đánh cây này thì bao phê. Đó. Sắn thì khỏi bàn, khỏi nói. Đây, khúc gáp nữa đây. Sắn từ tích tới ngọn nha anh em. Hàng này hàng Fuji, nguyên hàng, nguyên kiện, không độ chế. Đó, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán. Nếu không giống clip em quay cho anh em xem á, anh em có thể trả về cho em. Rồi, giá công khai cây luôn mọi người. Giá công khai cây này là 1,2 triệu nha anh em. Cây số 6 1,2 triệu. Còn cây Shimano Hachi 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Để em mấy cây này qua đây đi. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây hàng của Olympus nha anh em. Đó, hàng Olympus, tem nội địa Nhật. Đó, cây này là cây ba khúc, phen là phen Fuji môi chè. Đó, khá là đẹp. Đó nè, đây phen Fuji đây. Đó, bu đây. Đó, nói chung là cây này mấy anh Nhật anh phái sơn vô đây thì chả biết cái làm gì. Đó, đây mấy anh sơn vô. Đó, cây này thì phần gỗ, phần cán bằng trên đây á, chưa tháo bao luôn, còn bao luôn. Bát là bát Fuji nha anh em, tem vàng. Đó, phen là phen Fuji. Đó, phen Fuji môi trời nha. Cây này có chiều dài là 3m3, độ cứng 80, đọt là 4 ly, có tổng cộng 16 phen kể cả đầu vu. Cây này nặng là 1,620g, nặng là do cái cán gỗ đây nè, cán gỗ cán bằng đây, nó làm nặng cây cần đây. Đó, một cây hàng Olympus, đây hàng Olympus nha anh em. Đó, đây
80 dài 3m3. Độ độ bu là độ cứng là 80. Đó. 3 khúc độ cứng 80 3m3, đọt là 4 ly. Đó, đây là cây số 7. Rồi. Cây số 7 giá công khai cho mọi người là 900k nha mọi người. Đó, cây số 7 900k. Fan là fan Fuji. Tiếp theo là một cây số 8. Cây số 8 là một cây hàng của Mamisa, hàng của Hàn Quốc, xuất Nhật, tem xuất Nhật. Đó. Fan vẫn là fan Fuji. Đây. Cây này á thì có chiều dài là điểm độc dài. Chiều dài là 3m6 nha anh em, độ cứng là 50. Cân nặng là 550g, có tổng cộng 17 fan. Trong đó là có 8 fan lá. Đây, 8 fan qua lá nó rơi vào cái đọt. Phần đọt đó. Đầu bu là đầu bu chống sắn Fuji luôn nha mọi người. Dàn fan này là cũng bộn tiền rồi. Đọt là 3 ly 8. Đó. Cây này nó vẫn giống như cây nãy, nó chưa bóc được cái lớp nhựa ngoài bao của cái vỏ bằng. Khúc ở dưới đây cũng vậy. Đây, hàng của Mamisa. Bát vẫn là bát Fuji nha anh em. Đó. Đây, sơ lược về cây cần. Đây, cây cần này nó vẫn chấm sơn đi tì đây. Chả biết chấm cái này để làm gì nữa. Để phản quang hay cái gì đó. Phen vẫn là phen Fuji nha mọi người. Đó. Đây, đó. Nhận phen là phen lá Fuji. Đó. Rồi, đây là cây cần số 8. Giá công khai cho anh em là 1 triệu nha anh em. Dài 3m6, cứng 50, giá 1 triệu. Nói chung là cây này nó khá là dẻo. Đọt khá là bự nhưng nó khá là dẻo, bắt cá bao phê nha. Đó, đọt tới 3 ly 8 mà nó cong vậy nè, đó anh em hiểu rồi đó. Cần nó làm cho anh em đánh cảm giác. Rồi, đó, tổng cộng 8 cái cần em đưa cho anh em hôm nay. Em bán cần này cho anh em kiểm tra cần trước thanh toán, nếu cần không giống như em quảng cáo thì anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em.